Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, đúng tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023, vượt qua đại hạn đến thời giàu sang, phúc lộc dồi dào, tiền tài viên mãn. Tổng quan về tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Người sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi, mang mệnh thủy, đại hải thủy, nước biển lớn. Những người mang mệnh này thường là những người biết kính trên, nhường dưới, lương thiện, không dễ bị nhún nhường, là người có tính cách tự lực và tự chủ. Đại hải thủy là nước đại dương, mà nói đến nước đại dương chắc chắn không ai lạ gì, sự mênh mông bất tận vô bờ bến của nó. Những người thuộc mệnh này thích làm những việc có quy mô, tầm vóc, những việc mang tính chất tủn mủn, nhỏ lẻ, thường không làm họ để tâm. Trong kinh doanh, họ rất bạo tay, chịu chi, đầu tư lớn. Đại hải thủy có chí lớn, thường nuôi dưỡng những ước mơ cao xa hơn người. Biển rộng trời cao là cụm từ dùng để miêu tả tầm cao và chiều rộng, cũng nói về khát vọng tự do. Đại hải thủy thích cuộc sống tự do và luôn hướng tới tự do, thường ngày họ không ưa sự chật hẹp, giới hạn, bó buộc. Những người có mệnh này luôn đòi hỏi sự sáng tạo, đổi mới cuộc sống và công việc. Họ cũng thích chủ nghĩa xê dịch giống nhà văn Nguyễn Tuân, đổi chỗ ở hoặc tổ chức những chuyến đi chơi xa, đi du lịch, dã ngoại. Nước biển lớn được kết hợp từ rất nhiều giọt nước nên họ có tinh thần đồng đội cao, sống theo phương châm mình vì mọi người vì mình. Hoạt động của họ luôn có bóng dáng của bạn bè, người thân cùng hợp tác. Hành thủy chủ về trí tuệ nên đại hải thủy túc trí, đa mưu, có nhiều ý tưởng sáng tạo, đầu óc luôn biến động, tư duy linh hoạt, sắc bén. Họ có thiên phú về hùng biện, diễn thuyết, có thể diễn đạt viết lách, không bao giờ cạn ý hết lời. Tuổi Quý Hợi là những người thích hưởng thụ cuộc sống tự do, tự tại ở nơi bình yên vắng vẻ. Đây là người luôn khiêm tốn, cẩn trọng và có tấm lòng rộng mở. Nếu được sao tốt tương trợ, họ sẽ tài hoa hơn người, thường làm nhiều việc nghĩa và được thăng quan tiến chức nhanh chóng. Tuy nhiên, mệnh này thường đào hoa, dễ bị tình cảm chi phối công danh, sự nghiệp. Bề ngoài vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ẩn sâu trong lòng sóng tình trỗi dậy, điều này khiến cho họ càng nghĩ càng rối. Nếu không có sao tốt tương trợ trong cung mệnh, họ vẫn có thể được hưởng cuộc sống tương đối đầy đủ, nhưng cũng phải chịu đựng nhiều nỗi ưu phiền, hoặc tuy là quan chức, nhưng việc quản lý thường không yên ổn, hoặc sẽ thuộc dạng đục nước béo cò. Tuy có một số lợi nhuận ngoài ý muốn, nhưng cũng tồn tại khá nhiều điều nguy hiểm và khi biết sai thì cũng đã quá muộn. Những người tuổi Quý Hợi là những người linh hoạt, có khả năng giao tiếp xã hội tốt, họ cũng có trực giác nhạy bén và nếu tập trung vào lĩnh vực đầu tư thì sẽ thu được nhiều nguồn lợi lớn. Người này rất có đầu óc kinh doanh nhưng lại khá tiêu cực và bị động trong việc quản lý tài sản. Đường tài vận của họ khá hanh thông, thường nhờ vào sự trợ giúp đỡ của người khác mà thu nhiều tiền tài. Về cơ bản, họ là người coi trọng tình cảm, một số người dễ mắc vào lưới tình, họ có thể dốc hết tâm sức vì người mà mình thực sự yêu thương. Nói chung, tuổi Quý Hợi thường có một thời tiền vận nhiều buồn khổ, phiền muộn, nhưng bắt đầu từ thời trung vận trở đi thì đã có thể được suôn sẻ tốt đẹp hơn. Khi đó họ có thể có nhiều cơ hội để tạo dựng sự nghiệp cho mình, để cuộc sống được vui vẻ, thoải mái hơn. Tuổi Quý Hợi thường có một gia đạo khá biến động, trở ngại. Tuy nhiên càng về sau này, nhờ tình cảm khăng khít trong gia đình và những mặt tốt đẹp trong tính cách của bạn mà gia đạo cũng được yên ổn, tốt đẹp hơn. Người sinh năm 1983 cầm tinh con lợn, được hưởng lạc, sống một cuộc sống an nhàn, hưởng thọ. Họ thường ước mơ một cuộc sống ấm no, đầy đủ, dễ dàng. Hầu hết những người sinh năm 1983 là người khoan dung, vui tính, hiền lành đến mức ngây thơ, hào phóng và sẵn sàng giúp đỡ người khác và đặc biệt cũng sẽ hòa đồng. Người sinh năm 1983 là người ít màu mè, chất phát,
Họ không đẩy ai đến tình huống khó xử bởi vì rất biết cách để ý cảm xúc của người khác. Chính vì vậy, những người tuổi Quý Hợi rất được lòng của người khác. Người tuổi Quý Hợi 1983 là những người chắc chắn và kiên định, họ cũng là người trầm tính. Họ luôn dốc hết sức để đạt được kết quả tốt nhất cho công việc và không sợ khó khăn, đạt được kết quả tốt nhất cho công việc vì luôn dốc hết lòng, hết sức. Người Quý Hợi khó mất lòng người khác để đạt được mục đích, họ chấp nhận nhẫn nhịn. Nhưng khi bị đè đầu, cưỡi cổ quá đáng thì hỏa tính nóng trong họ nổi dậy, không ai gần được đâu. Cả trong cuộc sống và công việc, người tuổi Quý Hợi là một người rất tốt, họ sẽ hết mình vì việc họ cảm thấy thực sự thích, cũng có lúc họ chẳng nghĩ tới chuyện nhận lại. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong tháng 11 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Về phương diện sự nghiệp, theo tử vi tháng 11 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy, người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, nhờ nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện, nên đường công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều điểm sáng, bản mệnh được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần, nên làm việc hăng say, nghĩ thật làm thật, cộng thêm với cách thức tiến hành mọi việc chuyên nghiệp, chu toàn, tuổi Quý Hợi sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác. Đây cũng là dịp phù hợp để bạn tiến hành hợp tác làm ăn, đầu tư, mở rộng kinh doanh, có thể chủ động bắt tay làm việc cùng với những đối tác có chung mục tiêu phấn đấu. Và nhất là đôi bên đều biết giữ chữ tín, sự hợp tác ấy sẽ sớm mang về lợi nhuận lớn cho cả hai bên. Ngoài ra trong tháng lại có sao dịch mã là động tinh thôi thúc hành động, hầu như bản mệnh không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng tất bật, chạy đôn, chạy đáo, lo công chuyện, bạn cũng hãy yên tâm. Cái gì cũng có giá của nó, cứ nhiệt tình phấn đấu, ắt có ngày thu về thành quả lớn, bạn càng xông xáo, chủ động nhận nhiệm vụ, thể hiện bản thân nhiều hơn thì càng dễ được ghi nhận xứng đáng. Tuy nhiên, việc bạn tỏa sáng cũng khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân, sẵn lòng ghen ghét, sự xuất hiện của thiên quan khiến tình trạng tranh quyền, đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra nếu không đầu tư thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, e rằng họa thị phi khó tránh. Dù làm gì, bản mệnh Quý Hợi cũng cần khiêm nhường và thận trọng, đừng để cái tôi cao ngạo của mình gây điều phiền phức, cản trở thành công. Nếu biết khiêm nhường, hành xử khéo léo và giữ thái độ điềm tĩnh, mọi việc sẽ được tiến hành trôi chảy hơn, bản mệnh sẽ không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Tháng 11 âm lịch này, công việc khá nhiều, điều đó đồng nghĩa bạn sẽ phải tất bật và bận rộn hơn với nhiều dự định, kế hoạch và nhiệm vụ cần thực hiện ngay, chứ không thể đùng đỉnh được. Dù vậy, chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, năng lực của bạn cũng được phát huy cao độ. Nhìn chung, thách thức và cơ hội song hành, vượt qua được khó khăn trước mắt, bạn sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Về phương diện tài vận, vận trình tài lộc trong tháng 11 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, vẫn tương đối tốt. Nguồn thu nhập chính vẫn dựa vào chính tài, tức khoản thu từ công việc cố định, tuy vẫn có thêm nguồn thu phụ, nhưng đòi hỏi bản thân phải năng nỗ, cố gắng và quyết tâm của mình. Tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý, người tuổi Quý Hợi vẫn có vận quý nhân xuất hiện, nhưng phần lớn là do bản thân phải nỗ lực, thời gian này. Tốt hơn hết bản mệnh nên tập trung thời gian làm công việc chính của mình, đừng ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng chất lượng công việc chính. Đặc biệt, nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện chỉ hỗ trợ đắc lực cho những ai mạnh mẽ, quyết đoán, người do dự để chuyện tình cảm chi phối vào việc làm ăn, sẽ khó đạt được những gì mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi, tìm tòi sâu kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn, rất có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp cũng như làm giàu của bạn. Trong tháng, người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 có được tài lộc về kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, song đó chỉ mang tính tiểu cát. Nếu không có kế hoạch tài chính hợp lý, e rằng thu không đủ chi, nhiều việc bị ảnh hưởng khi nguồn tiền không vững vàng. Nhìn chung, với cách chi tiêu cân đối, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, bạn vẫn có đồng ra đồng vào, không lo túng thiếu, có điều dịch mã khiến bạn có thể phải đi lại nhiều trong tháng. Để giải quyết công việc, nên chi phí cũng không nhỏ. Bạn cần tự nhắc nhở bản thân, luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm mà mình đã đặt ra. Có thể con giáp này không mấy thoải mái với việc phải dịch chuyển thường xuyên, nhưng nếu đó là điều cần thiết cho việc làm ăn, thì đừng ngần ngại, thử thách bản thân nhiều hơn. Nếu bạn hoạt bát, thể hiện được khả năng tính toán và phát huy bản tính, cần cù, cẩn thận của mình, rất có thể tháng sau bạn sẽ nhận được khoản thu kha khá,
dành cho nỗ lực trong tháng này của mình nhé. Về phương diện tình cảm. Về phương diện tình cảm cho người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983, trong tháng 11 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho thấy, do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc, nên chuyện tình cảm của bạn sẽ phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió, mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Với người độc thân, tình yêu ví như cá nước chim trời, rất khó nắm bắt, cơ hội vẫn có, song đều vì nguyên nhân chủ quan từ phía bạn nên lại trôi tuột mất khỏi tầm tay. Thời gian này bạn khá bận rộn với công việc, không có thời gian và cũng chưa muốn mở lòng để đón nhận tình cảm mới. Sự nghiệp dường như đã chiếm hết thời gian, nên dù có người tiếp cận, bạn cũng tỏ ra khá thờ ơ và lạnh nhạt. Nếu chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng, kẻo tự mua dây buộc mình, thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Người đã kết hôn, cần cẩn thận đào hoa giữ phá hỏng hạnh phúc gia đình khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái sẽ đẩy hai vợ chồng xa nhau hơn, dễ nảy sinh tâm lý ra ngoài tìm sự bình yên khác. Tuổi Quý Hợi lại vốn là người sống tình cảm, nên bạn cũng rất dễ bị cám dỗ những lúc thấy yếu lòng. Bạn hãy nghĩ tới việc cảm xúc nhất thời liệu có đáng để bạn đánh đổi hạnh phúc cả cuộc đời mình không? Về phương diện sức khỏe. Nhìn chung, thể trạng của người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983 vào tháng 11 âm lịch này vẫn bình ổn, không xảy ra biến động lớn hay mắc bệnh tật nguy hiểm nào. Tháng này, sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 cũng có dấu hiệu sa sút, chủ yếu do phải di chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc. Một số triệu chứng xuất hiện nhắc nhở bạn nên quan tâm hơn tới bản thân như mất ngủ, đau đầu theo cơn, ăn uống kém ngon, đau dạ dày. Vấn đề đến từ thể chất nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục, thể thao thì sức khỏe sẽ cải thiện tốt hơn. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 11 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tử vi tuần 1, tuổi Quý Hợi tháng 11 âm lịch 2023. Xem tử vi hàng tháng của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Quý Hợi bước sang tuần đầu tiên của tháng Giáp Tý, vận trình của bản mệnh có khởi sắc hơn hẳn, không phải đối diện với quá nhiều trở ngại như trước. Tuy nhiên, dịch mã động tinh vẫn án ngữ, báo hiệu một tuần tất bật, vất vả, nhưng đổi lại thành quả gặt hái được cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Hãy chủ động xông xáo hơn trong công việc, đừng để người khác giao việc cho mình mới làm, như vậy luôn phải theo sau người khác, không khá lên được. Ở đời này, cái gì cũng có giá của nó, dám làm dám chịu, có trải qua khó khăn chông gai mới có ngày gặt hái được quả ngọt. Trong hợp tác làm ăn có thể chọn người tuổi Thân hoặc Thìn để hợp tác, cả hai phía đều thu được lợi nhuận nhất định. Chuyện tình cảm yêu đương của người tuổi Quý Hợi được coi là tạm ổn, tuy vẫn có những lúc tranh luận khắc khẩu, nhưng rồi đâu vào đó, mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát. Bản mệnh vốn bướng bỉnh lại cố chấp, nhưng may mắn có được nửa kia hiểu và nhượng bộ, nên mối quan hệ này khá bền. Sức khỏe của những chú dê không có gì đáng lo ngại, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, trong tiết đại tuyết, bản mệnh cần bổ sung đủ nước, giữ ấm cho cơ thể, thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mùi, Tuất, tiểu nhân, Ngọ, Dậu. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số phát tài, 19, 68, 24. Tử vi tuần 2, tuổi Quý Hợi tháng 11 âm lịch 2023. Xem tử vi hàng tuần của người tuổi Quý Hợi, không có quá nhiều dấu hiệu bất lợi có thể ngăn cản bước tiến thành công của mệnh chủ trong tuần. Thái Dương và Thiên Diêu như hai cánh tay đắc lực, có thể trợ lực mạnh mẽ, giúp những chú dê vượt mọi khó khăn, thử thách để gặt hái được thành quả tốt đẹp. Tinh thần làm việc hăng say, nhất là nam mệnh được Thái Dương phù trợ, soi sáng tư duy, khai thông trí tuệ, làm việc gì cũng chủ động, nhanh chóng nắm bắt tình hình, đưa ra quyết định sáng suốt, thu về kết quả ưng ý. Khả năng cao người làm công ăn lương sẽ đón tin vui về tăng lương, thăng chức trong tuần này, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mà bạn đã định liệu trước, nên không có gì quá bất ngờ. Dù sao, nhận được tin vui cũng nên mở tiệc nho nhỏ chúc mừng, hay ít nhất là đánh dấu hỷ sự. Tình hình tài chính của Quý Hợi khả quan, có thể bạn sẽ lên kế hoạch chi tiêu khá lớn trong tuần, có thể là đi du lịch xa, mua nhà, mua xe, tự dưng tài khoản tích lũy bị hỏng, mất đi những con số dài, tinh thần có chút bất an. Nhưng đổi lại, bạn sở hữu cho mình những món đồ giá trị, cũng xứng đáng thôi.
Được thiên diêu đào hoa tinh che chở, tuổi Quý Hợi không lo cô đơn buồn tuổi nữa, nhân duyên khác giới đang vượng, không nên thu mình trong các mối quan hệ. Trái lại hãy tự tin, phóng khoáng, chủ động mở rộng xã giao, sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm được người trong mộng. Trong tuần, tuổi Quý Hợi cần chú ý đôi chút về phương diện sức khỏe, một vài dấu hiệu bất thường xuất hiện, kèm theo những biểu hiện đáng ngại, nhất là về vấn đề da rẻ, xương khớp, ngoài việc dành thời gian chăm sóc da. Bản mệnh đừng quên luyện tập thể thao để cơ thể bài tiết độc tố ra bên ngoài và hãy nhắc nhở bản thân đi ngủ sớm, uống nước đủ ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mùi, Hợi, tiểu nhân, Ngọ, Thân. Màu sắc may mắn, trắng, vàng. Con số phát tài, 55, 88, 18. Tử vi tuần 3, tuổi Quý Hợi tháng 11 âm lịch 2023. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Quý Hợi đón thêm một tuần thuận lợi, vận trình hanh thông, công việc tiến triển suôn sẻ, tuy có chút vấp váp, nhưng đó chỉ là muối bỏ biển. Bằng chính sự thông minh, lanh lợi và nhiệt huyết của mình, bản mệnh nhanh chóng vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực bản thân, khiến ai nấy đều phải thán phục. Nhân lúc còn trẻ, khỏe, tuổi Quý Hợi có thể đầu tư thời gian để học hỏi, tìm tòi thêm những kiến thức mới ở các lĩnh vực khác nhau. Chăm chỉ đọc sách hàng ngày, chủ động chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè, chẳng mấy chốc bạn sẽ tiến bộ lên trông thấy. Trong tuần, có dấu hiệu của kẻ tiểu nhân quấy phá bởi sự xuất hiện của âm sát hung thần. Âm sát đại diện cho thế lực hắc ám, có thể gây ra nhiều phiền nhiễu, hòng cản trở con đường tiến thân của mệnh chủ. Vì thế làm gì cũng phải thận trọng, đừng thấy phía trước trải hoa hồng mà cứ thế khinh suất, hãy bước đi thật chậm, chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà ục ạch. Sự xuất hiện của Thái Tuế cũng có thể mang tới một vài bất lợi cho công việc và nhân duyên của tuổi Quý Hợi. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không lớn, bạn vẫn kiểm soát tốt tình hình, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều. Có điều tinh thần của bản mệnh bất ổn, suy nghĩ nhiều, dẫn đến ăn uống kém ngon, ngủ không sâu giấc, sức khỏe tự nhiên giảm sút. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Mão, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. Con số phát tài, 19, 66, 68. Tử vi tuần 4, tuổi Quý Hợi tháng 11 âm lịch 2023. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần này của Quý Hợi có chút giảm sút, hung vận lấn át cát vận, lại có thêm thiên cầu hung tinh hoành hành, ảnh hưởng khá lớn tới công việc cũng như sức khỏe của bản mệnh. Thiên cầu mang điềm báo có các thế lực hắc ám, kẻ tiểu nhân quấy phá, có kẻ thọc gậy bánh xe, cản trở đường tiến thân trên con đường công danh, sự nghiệp. Nhắc nhở những chú dê chú ý tiết chế cảm xúc, đừng hành động bột phát, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Quý Hợi vốn thẳng tính, có gì nói nấy không kiêng nể ai bao giờ, bạn xác định thà mất lòng trước nhưng được lòng sau, còn hơn là phải sống trong mình giả dối. Tuy nhiên, điều này khiến cho không ít người khó chịu và chính bạn gặp phải không ít rắc rối, tốt hơn hết thay đổi một chút tránh chuyện thị phi. Tài lộc trong tuần duy trì ở mức ổn định là tốt, có khá nhiều việc xảy ra nằm ngoài dự kiến, khiến bạn phải loay hoay xoay sở. Nhưng yên tâm, khó khăn tài chính chỉ là tạm thời, bạn sẽ có cách để tìm ra hướng đi riêng, cải thiện đời sống vật chất. Cẩm nang vượng vận. Quý nhân, Dần, Hợi, tiểu nhân, Tỵ, Dậu. Màu sắc may mắn, cà phê, nâu. Con số phát tài, 04, 52, 68. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, sau đây là phần luận giải vô cùng quan trọng cho tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Nếu biết được hai điều này, sẽ có được cuộc sống an vui, khỏe mạnh và hạnh phúc. Thứ nhất là biết đủ thì an lạc. Bình an là hạnh phúc, biết đủ là phước lành, tâm trong sạch là vận mạng phước đức, ít ham muốn là trường thọ. Bụng dạ của người trở nên hẹp hòi nếu như chúng ta ham muốn quá nhiều, ngược lại nếu biết tiết chế ham muốn thì tâm lượng sẽ rộng mở. Thà rằng cuộc sống thanh bần mà tự mình vui vẻ, chứ không thể giàu có trong sự bất thiện lo sầu. Chúng ta cần dừng lại những suy nghĩ sâu xa, thay vào đó nên hài lòng trong mọi lúc để có thể nghỉ ngơi một cách thong dong. Không nên ỷ lại vào sức khỏe đang có, phước báu không nên hưởng hết, tiện nghi cũng không nên chiếm dụng quá mức và thông minh cũng không nên tiêu dùng hết. Nước chảy xuyên qua đá không phải là một sức mạnh, mà là một quá trình thời gian lâu dài. Hạnh phúc là xem nhẹ những ham muốn vật chất, vượt qua sự lo lắng sầu muộn của thế gian và bằng lòng với những gì đang có hiện tại. Giàu có về tinh thần chính là sự giàu có thực sự. Thứ hai là hành thiện mỗi ngày. Phật giáo chủ trương hành trì giới luật, làm các việc thiện để tích gom phước đức, khai mở cánh cửa trí tuệ, dẫn đến quả vị là giác ngộ thành Phật. Nói cách khác,
Hành thiện là con đường duy nhất để tu tập và thực hành Phật Pháp. Trong kinh, Đức Phật dạy không làm các việc ác, nên làm các việc lành, đó đích thực là chân lý. Người Phật tử ở thế gian, nhịp sống tương đối nhanh, thường ở trong trạng thái bận rộn. Để tu tập thiện Pháp, chúng ta cần phải tuân theo nguyên tắc hành thiện mỗi ngày, làm như vậy thì công đức vô lượng vô biên. Vì vậy, mỗi ngày làm một việc thiện là một trong những cách tốt nhất để phát triển phước điền. Mỗi ngày hãy làm việc thiện và tích thiện thành đức, cho nên người có tâm niệm làm việc thiện và tích đức sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt lành này. Mặc dù điều đó cần phụ thuộc vào môi trường kinh tế của mỗi cá nhân, nhưng chiều sâu của mọi việc thiện không phải cân đo đong đếm bằng tiền, mà lấy chiều sâu của tâm từ làm tiêu chí. Tâm biểu hiện ra ngoài bằng hành động thiện đó là sự phát tâm. Phát tâm như thế nào? Sự phát tâm từ bi này cũng giống như tâm của Bồ Tát vậy. Tình yêu, sự tin tưởng và lòng biết ơn thực ra không cần theo đuổi hình thức, làm mà không nói, nhìn thấu từ những việc nhỏ nhặt, hòa tan vào bên trong mọi ý niệm, không vì cuộc sống tương lai, không vì hưởng thọ kết quả, chỉ vì một ý niệm cầu thiện, như vậy là đã có phước báu rồi. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 11 âm lịch, năm Quý Mão 2023 của tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.